Ta nói tiểu nha hoàng nó giặt đồ cả ngày rồi, chắc bây giờ cũng mệt tới nỗi nửa sống nửa chết luôn. Ngươi nói như vậy thật sự ta có hơi đau lòng đó. Quá hả? Hả? Y phục của ta. Tất cả y phục của ta. Trời, cái quần của ta. Y phục của ta. Giặt hết số y phục đó cho ta. Nhiều như vậy đúng rồi. Sao? Đại nhân ta thích sạch sẽ, nhớ phải giặt cho kỹ đó. Nhớ giặt cho sạch đó. Có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Có thể giặt đồ cho cửu nhân đại nhân là phúc mà kiếp trước tiểu nhân tu được đó. Tiểu Bạch đi thôi. Giặt đồ có phải không? Phó cửu nhân, ngươi cứ chờ mà xem. Ta nói tiểu nha hoàng nó giặt đồ cả ngày rồi, chắc bây giờ cũng mệt tới nỗi nửa sống nửa chết luôn. Ngươi nói như vậy thật sự ta có hơi đau lòng đó. Quá hả? Y phục của ta. Tất cả y phục của ta. Trời, cái quần của ta. Y phục của ta. Cửu nhân đại nhân, hai người về rồi hả? Ngươi cửu nhân đại nhân, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân sai rồi. Cửu nhân đại nhân căn dặn tiểu nhân giặt y phục, tiểu nhân không dám chậm trễ. Tiểu nhân đi giặt ngay. Nhưng mà chất vải của cửu nhân đại nhân quả thật là quý giá, tiểu nhân giặt một cái là hư luôn. Cũng tại tiểu nhân tay chân dụng về, không biết phải làm cái gì nữa. Tiểu nhân đi lấy cái bình hoa, không ngờ bình hoa cũng bể luôn. Xem ra tiểu nhân không thể nào ở lại đây được nữa rồi. Phó cửu nhân à, ngày thường mắt của huynh nhìn cao lắm mà, sao lại để mắt tới loại phế phẩm này chứ? Đi cho ta. Người đúng là tài tinh mà. Dạ được. Đi.